Hey, xin chào các bạn. One TikTok with Bun Leng. Chào mừng các bạn đến với kênh của Bun Leng, chị YouTuber có chia sẻ thích cô nơi trong podcast này phong đại. Hãy nhóm đang thuê các sản phẩm cho mỗi creator, artist, CEO, những nhà đại minh công nhân trên đất, những vị comment chỉ cho anh tiết, đại những nhóm dọc rừng ra lo lo mặc trái chút này tại các bạn. Hãy nhóm sẽ cầm tập podcast này, những thu ở chỉ bật bàn này tại các bạn cần tài sở bấm pro. Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. One TikTok with Bun Leng. Hai sao bạn đang đi dương chụp cho mùi nàng à toàn đang thàn nạc kế tế. Bạn tay nhom bọn cho tới tháp bị dương rồi gọi cho mùi nàng chưa gần dịu dương. Hai nhom xong to phong pi sao bạn đang ban trình podcast bật chỉ xong to này các bạn mình tên. Tại sao tờ mà giờ này hiền là vô đái. And yeah, lại có mấy khát pi du dương chụp cho mùi nàng bong lim hến. Tại chỉ director hay nhom score cốt tam gì à ca thuê CGI bạc cốt. Ok, không ai khác bí dụ, còn 9 năm khuôn tại mà đó. Chị mẹ xúc không? Chị mẹ xúc. Bà, xúc đây bằng anh 9 năm khuôn tới căn tới sự kỳ chân. Nhóm mua lim mẹn hên tế. Mẹn hên tế. Tại bữa sân chị nhạc class có nhóm mua thờ Will. Yeah. Tại sắp ngay nhóm chị director, hay có chị visual effect artist. Thế mình màn Facebook đã lim hên. Lim hên rồi sao ta? Last name dương là dương một ping ai cái sao cho Facebook vì mình last name first name cho nên đặt cho một dương tam nên tới vì mình tập lập. Oh ok. Yol yol yol. Mẹ với dương. Chmua Heng Lim. Tại đầu tiên. Oh chmua mày đập pin mát đi. Yeah. Ui. Nhóm score tập Will Will W I L. Ok. Chẳng bóng bóng chì director bóng chì nẹp ca CGI nơi trong một tay cầm chì dương môi đá đài famous đá nẹp đài thua ca nơi trong vì sai con phía trở anh score quạt lấy ngày nắng dương nằm mang dưới topic mối tha dương hiền phím bần tái bần mẹn hiền nơi trong sở lạ đời xa tờ ca bị nhóm chụp khí cho mỗi con lực muốn nhóm anh dưới khí mỗi con tệ tôn cho mỗi nâng trong bạc video ở lo chứng môn trong make better quality video. Hay là bên tới quạt cỏ dương còn dậy khi chờ anh nhà tôn cho mùi nắng tha ô ta nhung cô hở lại hiện mùi na để trang hiện phim trong video mới ní nhung cái tha sao mẹ này để quạt trang hiện phim cứ thầm thở hay podcast mùi ní mình đã video thế nhà để trang hiện phim cứ thở ấy trong mỏ sạt tầng ngọc ní ta ở lại bong chập đam môn mỏ cái tham ta bờ sân dương trang hiện phim nhưng cô thử mà hay là sọc mai anh mình lại hiện phim phong đôi dương vậy khi cầm muốn bả chân. Ok, ở lấy nhóm vô bà bí xót nhóm vô mở chai em lệ vậy. Phù nhóm có chị em hai tha mình mẹ đã chọn hiện vì sai hiện thơ con. Nâng ngày. Hiện khang lệ nạn tha lệ visual effects CGI đã tái khỏi này. Bên nóng nhóm mà đa hỏi sẽ là hiện ta viện miền này. Miền này phần ta nhóm bạn bên chân chung môn tế ta khỏi ta sẽ là năng lệ quả tham miền phần ta cho ta viện miền vinh. Chân xăm hào nhóm có disappointed đá. Chẳng á. Miền miền ta ăn miền mà thầm mình. Cái promote cái tham miền này chẳng tờ phần ta đọc về actually dây cho tới cứ việc ta hiện này xe ngay chẳng á. Ta là nạn ta yeah nhóm có lên TikTok bị ạ bảo bị sao đăng đà. Chẳng ở bàn nhóm là nạn ta nơi sọc máy ọt tòa miền cái này để ta chạy lẹp bền phim bền thơ con đường thơ ấy chẳng tờ. Đăng ngay. Chẳng có nhóm chạp đà mà yeah dương thơ research của này chỉ tôi tới dương mình research thay những trang thơ mới nhưng cho tôi Google cho tôi YouTube ấy chẳng á. Anh chẳng ở dân chập đại mới thấy cái thời con thầm mạch cái thời short film thầm mạch ấy chẳng tới chẳng từ bộ nó ở bập sau nhóm nó cứ dân chập đại thưa short film hay thưa short video mùi mùi là nạn tha vì miền short story inside này chẳng video clip mùi mùi đôi chia bảy tỷ bốn tỷ anh tới chẳng vì chỉ là nạn tha practice tại chụp nhung xong cảnh tịnh nhung thợ mơ short film bằng ngày muối pe đến pe đóng cửa nhung chụp làm chơi chật bằng ngày móng cứ short film mua thả lôi mới tới hiện sci-fi tịnh sci-fi à sci-fi à đó sci-fi yeah sci-fi như ngày mơ từ bộ hot yol đấy hot yol tham miên này tham mạch đấy mà tại like can say like wow wow man tại mơ say yol là pe phim mơ pi bay đong tới bạn chấp đam hiện vô lịch tuổi ta lấy nên đã toàn vô chấm tha ta à sạch hưởng nắng trong mà này thầm mình lấy ao nhom vô sạch hưởng nắng đúng không có vậy to vậy to vậy to vậy to chấm tới chấm vô sạch hưởng nhom xong to đại cát xong đấy đại khoản tha khoản trong phép này là khi ta bên này đại nhom khai chỉ fan bao bóng lim yep sorry okay chẳng phải to mà tiền máu là tha nhom phơi video mùi mùi chẳng là tha chất trong phơi chẳng tới chẳng có dương hiện biển đang đôi khi đây hai tha dương trong thưa nẹt thưa nôm thở dương thở hand on là nằng mọi dương bị cái phép dương sắp cái giấy cứ
vì ở tụ tụ experience យើង មាន អី ហ្នឹង ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ មាន កាល មាន មិត្តភក្តិ តាម ម្នាក់ ទេ ដែល គាត់ ជួយ support ខ្ញុំ រហូត គាត់ ឈ្មោះ សុខា ដែល គាត់ ឥឡូវ គាត់ ធ្វើ ការ នៅ ធ្វើ graphic motion graphic នៅ ប៉ុស្តិ៍ ទូទៅ អី ហ្នឹង ទៅ បាទ អញ្ចឹង ពេល ហ្នឹង លក្ខណៈ ថា ខ្ញុំ មាន idea ហ្នឹង ទៅ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ចេះ example ថា ខ្ញុំ ចង់ ធ្វើ technique នេះ មួយ visual effect នេះ មួយ អញ្ចឹង ទៅ ហើយ មាន story អញ្ចឹង អញ្ចឹង ខ្ញុំ test ហៅ គាត់ ហើយ គាត់ មក យើង ចាប់ ដើម ចេញ ទៅ ធ្វើ ហ្មង មាន តែ camera កាល ខ្ញុំ ប្រើ Canon 550D hay mình lên 18-135 lên zoom chẳng á hay thơm một bị khổp ấy chẳng ta mình muốn tới mình ấy tế hay gọi mình sound đây oh yeah mình rod I think giờ mình rod mới đặt bị lửa camera chẳng tới chẳng tới còn là like mình đặt bản năng cứ như thọt vô mộng hay thọt vô thọt cho thọt lạc mình storyboard ở đây tầng ọ cứ cái hai nào tới phiểu ấy tới tới tam ca dân planning ấy được thà ô tới đó thọt chạy ở mình này cái phía tế thọt hao ấy nằm bề khá do mà vẫn cứ cắt to tới cứ bị sợ bài chết bị thở bề khá cứ do mà vẫn cắt to vẫn là tha khoan này oh shit khoan này oh mình rằng thở thọt tham mặt cà tê chẳng cứ dừng lên biển nè dừng lên biển toàn chẳng dừng thua shot hay shot clip thua hay chỉ đầm phải sam sập chiêng nè lờ shot clip là mọi thua can núng bị chấn bắt đầu từ lời kì we chỉ random like topic thì mình ấy specific chat lại thằng nhóm trăng dễ bị ai chụp đề lại. Tại đang là mình suy giải này không nè. Mostly mình bởi chấm phố topic mình chuẩn cá nhóm pick từ lời environment tới chuẩn cá pick từ lời video game chuẩn cá pick từ lời ấy sen này nhóm cái thằng nhóm trăng trẻ chắc nhóm thừa nặng môn game mà. Ok. Khó có dương là thằng giờ mình client giờ mình deadline chắc nhóm ở mình là sống biết thằng ô thở thừa ở xa đến thì nhưng còn thằng ok anh ấy cứ làm hạt dân phường này. โอเค จะให้ยังบาดชอบต่อมาទៀតពេលដែលម៉ៃ practice ចឹងពេលដែលម៉ៃធ្វើអាហ្នឹងមានតមិត្តភ័ក្រម្នាក់ទៅពេលជួបផលលំបាកជួបអីម៉ៃទៅហូរណាគេបើអត់មាន professor អត់មានណាគេសម្រាប់យើងសួរផងហើយសួរបកក្រោយទៅវិញបន្តិចពេលដែលយើងចូលទៅសាលាយើងបង់លុយគេនៅឬក៏អត់ទាន់បង់ទេអូខេឥឡូវនិយាយសាលាមុនសិនចាំនិយាយនោះចូលសាលាកាលនោះខ្ញុំរៀនចប់ពី12អញ្ចឹងទៅយ៉ាយើងចង់ចេះយើងស្រឡាញ់អាជំនាញនេះយើងចង់រៀនយើងក៏បង់លុយចូលរៀនហើយយើងអត់ចាំយូរទេត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងបង់ហើយក៏រៀនទៅក៏វាមិនមែនជាអ្វីដែលចង់បានដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវបកមកវិញអាពេលដែលខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈថាយ៉ាធ្វើទៅយកមានអ្នកប្រាប់អត់មានអ្នកបង្ហាញអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបានដឹងថាវាត្រូវ Yes អាហ្នឹងដូចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមនុស្សយើងមានដងរៀងៗខ្លួនណាហ្នឹងហើយត្រូវហើយថាយើងមានលក្ខណៈថាអ្នកកាយកលខ្លះមានភ្នែកមើលដឹងថាកលហ្នឹងស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំហៅខ្ញុំគិតថាវាគេហៅថាដងអីចឹងទៅអ្នកខ្លះឆាប់ចាស់ឆាប់យល់ឆាប់ដឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំមើលអ្វីខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំកាវាឆ្កងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើល research មើលពីគេមើលពីអីទៅហើយក៏ខ្ញុំលក្ខណៈថាអូខេខ្ញុំ combine ថាអូ style គេពីចឹងគេធ្វើចែកវាត្រូវចុះបងខ្ញុំធ្វើចែកវាមិនដែរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមើលចុះមកធ្វើទៅមើលខ្លួនឯងទៅគាត់ថាអូវាសមតើបងមាន wide shot មាន close up មាន extreme អីចឹងទៅគេថាអូតំណងហើយចឹងគាត់ថាអូ it វាអាចអ្នកមើលផ្សេងគាត់ថាមើលយល់ហើយគាត់ understand អីចឹងអូខេតែដំបងបងឯងធ្វើមិនមិនយល់ដឹងពីរឿងថាអូ what is wide shot what is close up what is extreme សំបីខ្ញុំឥឡូវពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួនខ្ញុំនៅអត់ទាន់យល់ចឹងអាការនោះមកហៀនពីណាគេឬក៏ធ្វើ research ខ្លួនឯងនៅក្នុង YouTube or something ចូលតាម Google ទៅព្រោះស្មែឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយបានថាមានឱកាសរៀនច្រើនមានគេហៅថា open resource ច្រើនមែនតើដែលបើអ្នកចង់រៀនដាក់ចិត្តរៀនតែមួយខែពីរខែអាចចេះហើយអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅ Google សួរថាអូគេថតគេត្រូវថតមិនcinematography គេត្រូវថតមានប្លង់អីខ្លះសិនគេមាន coverage មាន over the shoulder មានអីយ៉ាងទៀតយើង learn តាមនឹងមួយមួយអញ្ចឹងទៅបាទតែវាពេលដំបូងហ្នឹងណាយគេដូចណាយគេដែរដូចថាអត់ច្បាស់ទេថាដឹងថាអូខេហ្នឹងថតអញ្ចឹងថតអញ្ចឹងសិនទៅបាន later on យើង learn តទៀតយើងមើលអ្នកគេហៅថា director ដែលគាត់ប្រការសុខគេអញ្ចឹងទៅយើងមើលគាត់ថាអូពេលណាដែលគាត់ប្រើ wide shot ពេលណាដែលគាត់ប្រើ close up អញ្ចឹងទៅយើងចាប់ដើមអូអញ្ចឹងគេមិនចេះតែប្រើទេអញ្ចឹងយើង learn ពីហ្នឹងតទៀតចឹងឡាថាយាយខ្លៃទៅគឺមើលតាមគេហៅថាគំរូល្អល្អយើង research មើលថាណាគេដែលថាគាត់ it's គាត់ប្រកាយគាត់ master ហ្នឹងទៅយើង learn ពីគាត់អូខេចឹងយាយឲ្យវា combine ពីនេះមកក៏ខ្ញុំចេញតែគាត់ថាអូខេវាចឹងត្រូវខ្លួនឯងចឹងអូខេចុះនៅក្នុងឆ្នាំប៉ុន្មានដែលបងឯងខ្លៃខ្លួនជាចាំថាក្នុងឆ្នាំប៉ុន្មានដែលបងឯងទទួលបច្ចេកបានដំបូងគេHey, how do you feel about that?
check the bong kế tam phát background nhóm check má cứ nhóm khang motion graphic bà hay khang visual effect tê mẹn chi director tê nhangay chẳng nhóm base heavily từ là visual chẳng the bong nhóm thưa là nè thay đôi chi thưa design poster thưa chi khai thay animation tọt na rồi mới có like miền nè hoặc như nhẽ bánh kia chẳng tới nhóm post từ internet nhưng phát lên internet tới kia cái khơi thà ô mình là thợ ban chẳng cái chat mà rồi chẳng những tới cái thà ô chụp ảnh thực cả chẳng tới chẳng pe nóng nhưng cái thà đôi nè nhưng hiện nơi vị trí này nè thì đập đập môi something like that nhưng ban for project motion graphic thế like ao xây cái được hello à bẹt đông lột hà sắp phía rồi phải bao nhiêu anh nè hay bạn to mà tiền mà có miền project to tới tam nè để cái khởi chẳng mà này tha bọn ấy là tour project thứ tăng pì ở toàn hiện chọc mầm lại yeah wow didn't know that okay okay chẳng lại nhung chẳng su bên tham pê đại dương không nên bọn ấy nhà lấy thứ chia visual effect hay chỉ muốn làm director phong ta à creativity bọn ấy vô mà pì nè creativity ban mà pì research ở chọn nhưng mà kia chọn tới hay dương nặng lại với combine cho khnía ta dương mạnh tha ai gì bán tha copy cả bán tại khoản là dương learn bị kệ dương break example tha kết phơi càng nghe mùi nó dương mà break down chỉ cần mở biết tha miền này kệ kệ là chắc như vô dương mà chân này chỉ bỏ dương ấy chẳng tới thắng creativity cứ research ở chọn khơi chọn nên chắc chọn này chẳng ai nào ok ok nói cho mọi cái tham ở nơi không hoàng anh nắng không niêm chỉ director lấy ai hay tha director bạn ạ bà sân chia bọn ai cái tha khổ này lấy ai hay tha director bạn ạ hãy thường mấy bạn cua ta hay tha chia director phụ ấy lấy dân khơi tha nè khác đôi yeah đôi phụ dân thơ phim đôi phụ nhung mấy chẳng biết khác có hay tha director đại chẳng anh này này chẳng chẳng đăng bị bọn ai vậy nhóm cái tha biệt tha director nó cứ actually គឺ ពាក្យ ហ្នឹង វា សំដៅ ទៅ លើ position ធំ មួយ ដែរ responsible the whole thing អញ្ចឹង ណា ហ្នឹង ហើយ តែ បើសិន ជា ពួក ខ្ញុំ គាត់ ថា ពេល ណា ដែល យើង earn ពាក្យ director ហ្នឹង គឺ ពេល ណា ដែល យើង ធ្វើ ការ ងារ យើង ធ្វើ ចេញ មក ឲ្យ គេ ឃើញ ថា យើង ជា director មាន ន័យ ថា យើង go shoot short film យើង go write some short film មាន ធ្វើ វា ហ្មង អញ្ចឹង ទៅ ហើយ យើង put your name as a director ចឹង somehow they will okay គេ ដឹង ថា អូ ម្នាក់ ហ្នឹង គាត់ director អញ្ចឹង ទៅ okay ហើយ ដូច សប្តាហ៍ ថ្ងៃ ហ្នឹង yeah ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ switch ឯ កាម ហ្នឹង ខ្ញុំ ធ្វើ visual effect ហើយ ធ្វើ DP ខ្ញុំ ធ្វើ DP ដូច គ្នា តែ គ្រាន់ ថា សុខភាព អញ្ចឹង ទៅ ខ្ញុំ ក៏ switch មក ខាង directing វិញ អញ្ចឹង ឥឡូវ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ yeah director ហើយ ឯង បាន switch សុខភាព you គិត ថា បើ គិត ថា DP ជាមួយនឹង visual effect ហ្នឹងវា hot ពេកឬក៏យ៉ាងណាតែបើសិនជាទោះបីជាបងឯង switch មក director ក៏ដោយក៏ឥឡូវហ្នឹងបងឯងនៅធ្វើ visual effect ដែរឬក៏អត់អាចនិយាយបានថាការងារ post production គឺវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនមែនតើយើងអង្គុយមកកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចកេះយើងមកសុខភាពយើងអញ្ចឹងវាអាចឆាប់ងាប់បើខ្ញុំធ្វើទាំង poster ទាំងអីហ្មងអាហ្នឹងវាមិនទៅអាហ្នឹង it's a starting point តែ later on you will learn and you will know ពួកខ្ញុំពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរគ្នាខ្ញុំពីមុនអត់មានគ្រូអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំកាត់តែខ្ញុំធ្វើ CGI ហើយខ្ញុំ like ធ្វើឯងអស់អញ្ចឹង all of that គឺ build up till now ដែលធ្វើឲ្យ like សុខភាពដល់ចកេះអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវធ្វើបានយូរអញ្ចឹងមកខ្ញុំគាត់ថាអូខេខ្ញុំ tick visual effect នឹងចោលអញ្ចឹងទៅហើយ DP ខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាធំអត់កើតទេព្រោះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំកាន់ទៀតខ្ញុំប្រកាសជាកាមេរ៉ាសកត់ងាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំគាត់ថាអឺរងណាផ្សេងដែរខ្ញុំគិតថាវាអាចសមនឹងខ្ញុំហើយវាសម្រាលដល់សុខភាពដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយក director អញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងវិញសំណួរចាក់ដោត director ជាមួយនឹង visual effect បងឯងគិតថាបងឯងស្លាញ់មួយណាជាងស្លាញ់នឹងពាក្យបែនបើសិនជាឲ្យហើបើសិនជាហើមួយដែរជាអីដែលស្លាញ់ហ្មងណាខ្ញុំគិតថាបើសិនពីរនឹងឲ្យហើមួយអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើ director វិញអីខ្ញុំគិតថាឥឡូវអាចនិយាយបានថា director គឺជាអ្នក lead គឺជា captain នៅលើ ship នឹងមួយដែលគាត់ direct ship ទៅណាមួយហើយទៅណាមួយអញ្ចឹងទៅអញ
chấm kết tha ok nhóm chọn tell story nhóm chọn make film chấm bởi nhóm can tới can technical visual effect dp can technical chấm nhóm ok thua tạm mà chấm này technical thì chấm kết tha yes thời đại tới dân tell more story hay vì sao nâng ở vậy đại tha dân like dân chọn thuê chấm vì chỉ go bị comment mà mọi người coi dân nè no ông kết tha bị comment nhưng mà chọn thuê chọn thuê phụ cái gì chẳng chấm này phụ ai vậy bạn tha comment chọn thuê mới được sao ta environment comment nâng cứ via chat the poll mà ao ấy nâng ai chẳng cao cho nó nhóm nâng comment comment nâng kết tha admin vì sai nâng đặt thuê nhóm chọn thuê nhưng mà toàn là tha ô chọn thuê tới ok chẳng xua anh tha what are you into the industry ai đã nói mà mọi anh score industry nâng nâng kết tha ai vậy bạn tha video game các bạn ấy phụ từ bộ láo nhóm lên cho lên game này cho lên game đây mình chọn cao cái chuyện này cái lên game này, tại khoản này dương like ô khuyên video game, không phải mình story cũng đang á, lấy sạch hưởng lại khá lâu, chẳng tới dương cái thảo, anh ấy chơi lâu chơi lâu, chẳng nói dương có chấp đam thả chọn phơi lúc này được nè, chẳng tới, chẳng có việc chấp đam chiên chưa mà đong tịt bàn đò lấy cái thảo ok the best role cứ like dương tới director tới dương ai bắt something là dương chọn theo, ok, lấy director lim mày. No, it's not weird. Tại sao khánh, mẹ nhóm hai mọi tờ bóng viên lì. Ok, ở đây dân dạy to, to từ tiết. Cho nên thêm, bây giờ mọi plak luôn bị visual effect mà director, ta chụp hòa bà ai kì khá là. Cùng dùng, cùng dùng. Ô, mẹ dùng em còn kết thêm, you make khá là. Đôi chỉ ở miền... Phát lòng ba. Challenge này kia khá là ai đấy, ai kia khá là mọi challenge cho mùi năng for directing. You know, dương club tại này khá post production là bây dương màu Clay chiếc director vẫn. Rồi sao họ đón bị muốn những director tại short film rồi gọi something đại dương ọt sau mình khá là ân. Dương ọt mình ấy chẳng á. Là bây giờ lấy dương mình khá là ân, dương mình ấy ấy. Dương thử follow concept kì. To be honest, sorry to all khá là ân. Bần tay xong khăn bê khá là dìa. Cảm bất dương mình creativity mùi đại là ôi. Bần tay dương thử try creativity bây giờ nó follow tự tam khá là ân tiệt. Follow ấy để khá là ân trong màn tiệt. Chẳng hẳn năng viết chia Paul bà bạ mùi đại bùa dương phương nơi không hỏa ngay nâng nhìn bây khá là. Ồ thử thử thế đi khá là nhìn thảo ấy ế. Chẳng hẳn năng ấy. Hẳn năng ấy để nhông trong mention nhưng cái ta bỏ ngay viên viên phiên lăng đại ọt. Yeah, chỉ tu tới ở lỡ bởi sân dạy chồng nội nâng cứ khúc khá nè ngó. Cứ qua tay là mình idea luôn qua đây có thấy ở lỡ dùng dạy chè quanh picture nhưng thôi càng nghe buổi mưa cả đời khục này cứ thôi càng nghe mình đã cho anh càng nghe trên mà on nè yes cứ từng khục lại yeah từng director từng dp từng visual effect từng cắt to ai cả đời cứ thôi má cứ quạt bữa tan nhưng giờ thoáng má cứ quạt trong ai đang là oi bình tế ở vậy để mà bị sang mấy cái picture lại cancel oh no picture nữa cứ khang lại là ta khang quạt trong màn ép xem mình đã về là ta đã đánh chấm cho mùi nó point mà quạt lộ ban chờn gamer ban chờn bình tế việt miền này hai ta something that like special like and there jump picture គឺ យើង ធ្វើ យ៉ាង ម៉ាស់ គឺ 100% ហើយ តែ ច្រឡាន ច្រឡាន គេ កាត់ ច្រឡាន ច្រឡាន ឡើង ឆ្លង កែ comment 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 សល់ តែ 30% ហ្នឹង ទៅ but យើង complain ពី ហ្នឹង អត់ យើង ជប់ ធ្វើ អត់ no 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 yeah យើង នៅ តែ ធ្វើ ពី ព្រោះ យើង ត្រូវ ញ៉ាំ អី ពេល ព្រឹក យើង ត្រូវ ទិញ បាយ ញ៉ាំ អញ្ចឹង យើង គិត ថា យើង balance ហ្នឹង ទៅ បាទ like yeah គេ ឲ្យ លុយ យើង ធ្វើ ដើម្បី លុយ គេ អញ្ចឹង somehow យើង shut up and then do it. Okay, okay, năng ai thử. Bây giờ, yeah. Sầm khánh, dương. Ta, chụp chụp dây ở đây tiết. Nhưng mà toàn chơi năng sầm nụ hơn thè. Năng ai thay challenge này kì khá. Bây switch năng challenge này kì khá. Nhưng mà thè, ở bên challenge này, vì thôi nhóm sủa chừng muốn với người xa ta. Cả là nhóm whole position visual effects. Cả nó nhóm thơ handle future film mà hướng ấy chẳng tới. Nhóm côi thơ mặc happy khai. Côi nồng bật tục thơ hồi chẳng tới. Cứ việc quay sổn nhưng mơ sổn thay sổ vang mình tên dân tử. Chẳng đọc bây giờ switch màu directing với cứ nhóm sit down bàn là thay dân ai chinh khẻ bán. Dân khoản tên nô tờ lửa tù xa bê tờ phía sổn lại là thay chẳng mình idea. Chẳng sẽ hứa nhóm nô tờ lửa tù xa bê nhóm ọt carry laptop anymore phù hôm kia thay bà chạy gặp chìa lấy vi sổ lên chẳng. Chẳng yeah dân mình nốt dân chẳng bàn ok. Kì mình brief thơ chìa sport em mua dân tới thời ca concept chá. Brief chẳng mà dân dân mà xây lửa tù xa bê tờ. Nên đó nhân chẳng sạch hưởng ấy chẳng tới. Hay yeah, nhưng trên được khẻ ban trở nó dương ai
ពេលគេមានពេលច្រើនអញ្ចឹងវាថាវាស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាអត់បាក់វិញស្វីតឈីងអញ្ចឹងអូខេចាំឲ្យថាការស្វីតឈីងរបស់គាត់គឺអត់មានឆាឡែនអីខ្លាំងទេតែធ្វើឲ្យគាត់ ແລະຍັງໃຫຍ່ព្រោះឯសារតានេះពាក្យច្រើនពាក្យហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើការកុនគឺគេໃຫຍ່មកកម្មកកុនក៏ថាកម្មកកុនហ្នឹងស្រុកយើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឃើញ ធ្វើការលក្ខខណ្ឌថាធ្វើការអត់សមនឹងតម្លៃខ្ញុំសាមញ្ញមិននឹកគិតអញ្ចឹងណាព្រោះឥឡូវនិយាយចេះវិញនៅស្រុកគេយើងកំភែថាស្រុកគេគ្រូការងារគេវិញគេគិតមិនវិញគេគិតបានច្រើនគេឆៃបានច្រើនដល់ខ្ញុំអត់និយាយចំនួនទេដឹងតែគេបានច្រើនសមជាមួយនឹងពេលវេលាដែលគេអង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចដល់យប់ច្រើនអង្គុយកាន់ភ្លើងអង្គុយកាន់ជើងត្រៃផតអង្គុយរើឡែនអង្គុយជូតឡែនអីយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញហ
bạn picture của bạn ấy đài à tao nói cứ đôi picture này khá mơ mà lộ mà đăng này ba client mà chuyển đổi có mình đang mang chuyển đổi tiếp đại quạt khởi nào ô kêu cái nghe sờ bài thọt con ấy giăng tay mèn tên món cứu của bạn hay nhôm lời tất chất ao đây là thay dân cô ta respect bộ kêu cái nghe ban trang chỉ chương tua với phốm cái tham mèn ao sắp tua thế mà tham cái tham ao balance năng tích của kêu cái nghe quạt chim mà nữa quạt mèn cái ra có còn miếng bún con nó tia thời chăm mấy chẳng tới chẳng có thời spend càng nghĩa pay vừa qua tầng mà chịu bài hai tháng mình được dưới miền chỉ vật đa từ một cái chẳng á là ngày mà phơi ban nó phần mẹ nên nặng tiền hay được pay cho lan tới vì ở miền này kia score cốt ở miền này kia ở đầm lầy cốt chẳng xăm hao miền làm thế bạn chợ đây chẳng chẳng bởi xin được qua phơi càng mỗi nhóm đôi nhóm miền càng nghĩa nhóm là thà personal project nhóm ở credit tới bộ qua đây chẳng tới là ok must, it's a must to have it là ngày nhóm nhóm miền làm thế năng ấy cọt ban vậy hai vậy về bê kha ắt sơ kia ắt sơ ao tầm lại tới lơ bù quạt càng gì bao bù quạt chẳng là sao nhóm có sọp chì nè phơ cà này khnông nên năng đá phần tai còn thay nhóm bèn chì sọp thơ phim mỏng nhóm phi chẳng đại event này năng ấy ok ở lấy dương xua tới cọt một tiệt bánh tham bờ sân chì hiện chấp trang khai chì director rồi có trang khai tới chì nè lại thôi cà này khnông sai còn ta dương cua đa tổ hộ ấy kê môn kê. Tuy nhiên mà lấy nhóm mặt mình cô đa cái này đọc nên nhóm dễ mến tại còn thay ok lấy nhóm fan myself as a youtuber nhóm thua video nhóm thua podcast ở này đọc nên snap và ta ấy để nhóm cất nó không chất nhóm cất thay nhóm lại trong make phim chẳng bởi nà cô tới nhóm ai thua phim á nhóm trong thua phim nhóm cất thay nẹ đã hiện cho bí xa làm mùi chẳng trong thua con đột bên miền chuẩn với team từ cái thằng Acho không industry năng ban á, đôi nhà khác ai ok hiện nhà khác cái miền chịu phep tới cái thì hiện là sọc khẻ cái ban nhà bạn mặt lật nó máu cứ cái mở thời gian là con ban này chẳng tới đại kỳ ai để thằng ô miền bắc sọc thằng con này chẳng tới, ta bự xin chỉ nẹt đại ai miền tập phep tới hiện sọc khẻ này sọc khmé cái thằng ai chập đầu ông bị dân phơi luôn này và những cái thằng bây giờ cuối trăm mà cái hai người ta ô nó mà này mà thơ camera mà nói project bắt bong I don't think so so mình cứ thay dân cô ta khai hàn theo luôn này, dùng hai mặt phẹt bốn phẹt nẹt mà bài với sự đồng bằng hợp tích tới ba này, just do it để dân ta make a permanent shot mà này dân tới, or we hai thay we matter or cái lư thay oh this kid can make something chẳng bằng cái hai dân mà thơ project mới kì chẳng. Okay, nhưng vô bên đấy bọn anh chẳng vậy tham ưu thi họ thà quát đại score bị năng ảnh năng sao mà hay là bị quát đăng thay cua tầng hai này nè kê mặt phe quát ta cua quát chập đam như na ảnh năng cất mạch đại là năng bên đây thay chia bỏ sâu tiệt năng ấy chia bớt xét mẹ mẹ để nơi khai
ខ្ញុំឃើញខ្លះគាត់និយាយគាត់ចង់ធ្វើវីដេអូគាត់ចង់ធ្វើអីតែគាត់អត់ចេះគាត់ដឹងតែចាប់ដើមនៅណាហើយពេលយើងប្រាប់គាត់ថាហៀនពីអ៊ីនធឺណិតហៀនពី YouTube ហៀនពីអីគាត់ចេះអឺអឺអឺអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងដោយសារខ្ញុំជា YouTuber ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យចេញសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីមាត់ ខ្ញុំគាត់ថាឥឡូវគឺចំណុចចាប់ដើមគឺវាដកសូន្យតែចាំថា pi ở đằng ấy tổng hợp mong ở miền mình phải thấy cả hàng con ở miền ấy tổng hợp hình sáng nhưng cho tha dân tư cái lại maybe ai tư film festival từ mới cái sân của bạn đấy maybe vô số khi mà dân film festival cứ free tết xong là khi mà anh cho mời anh ta cái thời hội chín năm anh nơi xa chạy từ một cái chân tư bởi mình chân tết dân ai cho tư Bopana Center chỉ cái lại là cái đôi cái mình store ai cái xa mình thời ca cái hai ta mình bị khám mình bao tiền vẽ cây cây chẳng á ba cho tới nó sụp qua mình thay ok nhưng trong phơ này này ai mấy kia người ai gài gì người chẳng này với em cái thay sọc máy nhưng mình phải bấm chân tới những ai họ mở mặt phe ai giảm phong nhưng mà chưa trả thà ở bên mặt phe này là score chẳng những ai sụp quạt mỏng tới những khi càng ngày quạt chân tới những ai mà sạch sụp quạt thay ô bong nhưng chẳng trẻ 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 quạt nhưng chưa trả thà quạt cầm này nhưng phe bằng mặt bị mặt thay ô hiền trẻ trẻ chẳng thế chứ okay. Còn mình gái nên tính máu cứ ai kick off từ thời ba này chẳng dồn dồn ok bông cho mọi cái tham nên sọc dương á dương cũng vậy than đi miền sơn la này đây cái tham ai hiện con hay chơi hận nhưng thời research đá bên tái đôi nhiều khi mình ngoại cảm một hồ sơn la này hiện đôi ắt ắt miền what do you think about that capi bây bốn năm muốn nhóm kết tham viện miền tế ta lời nắng nhóm kết tham miền ạ nhóm người kết tham nhóm nhóm hồ đạt thường miền phần tay viên mẹn chỉ là nạ tha fully making film tế em cần sáng á nha bạn nhóm thọp lưu miền sáng mạng đây đại quạt miền là thạc clay clay bền bì cả thọt cả to cả ấy chắc là nó cứ bị involved nó không ngạc bị say nâng đàm kết tham yes ban tai vi khoan chi khna ha ta thna khlai khlai yeung an ai hien chanh chop chi la tha certificate chi kon ban ni sok ma to mien nem ka tha nang okay chung ban nei tha ba san ye yeung chang hien kon chang man sanya bat thoe kon mong to ta hien sok khrau yeah ta hien sok ke te ha yeung oi loy phe loy ke te yeah yeah cha ba an min loy ken ma ye doch nyom at min loy doch nyom nje mon mai chang like do it like la ye chai wan sau món được atom internet atom facebook atom social media biết bao nhiêu những cái dân thuê muối buộc con thuê xem rạp mass audience mình thuê làm bài mở pin này nè ngày thay ngày anh chẳng ở sau món việt miền à internet anh tới chẳng biết bao nhiêu ta lấy em cái thang bị sủa khang em cái thang sủa con đồng pin con đồng bay đo anh chẳng á dân miền social media free internet lươn ai còn miền youtube dân bị cắt free dân còn là dân miền idea dân miền à courage là nè ta dân miền kia dân khai hàn phở đuổi okay. Các chân này đặt nèm vô môi mà nhưng mà chưa chạy tha dân mịch nèm dân mịch some sound some voice as long as we keep doing à kia dân phở short film thôi lời chân này là họ bầm tung bầm cái đằng chẳng sao nó like yeah it's the best way to start ok cho bọn ai cái tha phở short film muối cost màn này nó depend lời dân như chàng trai bầm màn phù short film ở xa miền này kia invest kể ở miền ha chấp bầm là ở lối phơi tế phải chọn trên bị cái bao lồn này chẳng như số bên thay dân chọn theo bầm mền cho bớt xanh chỉ short phim tôi tới bằng ai phơi ở màn tam bát bị sạt bằng ai hay mùi tiết bắt đầu bị dân thuê short phim đang hái dân phone lơ ở bờ đan sang cấm cho dân ai vô tới đạn này nè bàn tiệt short phim nhưng cái thay dân ai thơ thầm giúp miền thầm pi bay hỏi lá ở thơ ban của sầm khăn đôi mình vậy sinh họ mơ mật phe họ mơ nải kê đại quạt trăng phơi tách chung nét phơi một plate ok đôi mình đánh đại hai ta short film che vần short film cứ video là miền dạ pe phèm đầm tí cho khom à cho video man it you have to know what is like short film cứ mang tha hướng về miền đá miền cả đá miền cả tuổi thở ok cho những miền nặng ngọt nhung đại sa nhung khơi video khăn này lơ bật lại là cấm nhưng mà đang tha vậy tới mấy tới khai offense kia đấy, tài khoản tha vậy là bị mới tới được đăng cơ mà đăng cái tôi tế, bật tay kia đã tha short film này. Bị pro kia là say man why not? They just typing short film. So bởi chấm bốn nhóm người ta definition of short film please.
definition ហេនិយមន័យshort film នៃ short film គឺភាពយន្តខ្លី it's a video that have a story in it the story គឺមានក្បាលមានកដាមានកតុយមានក្បាលសាច់រឿងវាមានអាបតិកលាគ្នាមកបាន solution ចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាជា short film អីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិននឹងនិយាយជ្រៅតទៅហ្នឹងមួយទៀតគឺវាឲ្យតែវីដេអូណាដែលវាមានហៅថា message មាន story នៅក្នុងហ្នឹងគឺវាអាចក្រុម5នាទីធ្វើ8នាទី10នាទីក៏វាជា short film ដែរអូខេបងឯងចាប់ដើមធ្វើ short film ដំបូងឆ្នាំណាមក2013ចោះពេលហ្នឹងធ្វើរឿងដំបងឈ្មោះអីគេអូយ៉ា2013ខ្ញុំចង់ភ្លេច2013-14តែដឹងតែរឿងដំបងខ្ញុំឈ្មោះស្អីគេ 13 July The Time Machine អូធ្វើរឿង sci-fi ដែរមែន Yeah ពួកខ្ញុំចូលចិត្តអា like ពួកវាមានអា cool element ហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ថា let's play around ហើយយើង learn ដូចគ្នា too អញ្ចឹងខ្ញុំដែរខ្លួនឯងថា let's do it អញ្ចឹងយើងចេះបានថតចេះបានធ្វើអីចឹងទៅអូខេអូខេតែដល់ពេលដែលធ្វើលុយហ្នឹងពេលហ្នឹងឆ្នាំប៉ុន្មាន2017 I think ហេតុអីបានតែឃើញកំណត់ធ្វើលុយឡើងមកខ្ញុំគិតថា it's a matter it's a big topic ថ្ងៃក្រោយនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់គេថា experiment ជាមួយនឹងលេថាអេ concept ហ្នឹងបើដាក់ចឹងទៅវាមិនដែរវាមិនដែរប្លែកអត់មានណាយន្តវាមានcity skyscraper ដែលមានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថារឿងលុយហ្នឹងអ្នកមមមើលអត់យល់ទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំជឿអូខេតែចង់ explain មែនអាច explain ឬក៏អត់មកគេថាគួរ explain អឺខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងចំពោះខ្ញុំវាជា experimental short film បាទដែលខ្ញុំអាចថាដូចខ្ញុំ again ខ្ញុំ learn ពីហ្នឹងខ្ញុំ learn ពីការធ្វើផ្ទាល់ឯងហើយរឿងហ្នឹងលក្ខណៈថាចង់និយាយពីដូចសង្គមមួយហ្នឹងគឺលុយធំអីចឹងមានលុយធ្វើអីក៏បានអីចឹងទៅបាទហើយម្នាក់គឺមានបញ្ហាជប់រឿងក៏ដោយសារលុយអីចឹងដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប្រាប់មួយទៀតអ្នកនរគ្នាបើសិនចង់ទៅមើលរឿងលុយហ្នឹងខ្ញុំអាចដាក់ link នៅខាងក្រោមឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលយ៉ាអូខេអញ្ចឹងខនឡូអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងដូចថាយើងនិយាយពួកគាត់អត់ដឹងថាអូរឿងហ្នឹងអីគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ទៅឲ្យ link នៅខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាទៅមើលបានអូខេយ៉ារឿងហ្នឹងវាបាក់យល់បន្តិចតែគ្រាន់ថា Yeah why notYouTube អត់ដែរឆែកលុយខ្ញុំផុសវីដេអូផងខ្ញុំផុសទៅ just keep it there why not yes 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 okay ឥឡូវខ្ញុំសួរវិញថាអីដែល inspire បងឯងធ្វើ CGI ក៏ដូចជារហូតដល់ខ្លៃខ្លួនជា director អីគេដែលចំណុចទឹកចិត្តដំបូងគេបំផុត passion that's like visual slime ឡើងថារូបភាពលយលោអីចឹងទៅឡើងថាមាន artisticមាន CGI យើងស្លាញ់អាហ្នឹងយើងចង់បង្កើតអាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំលេងហ្គេមអីចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវា try ខ្ញុំទៅយ៉ាចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅក៏ yeah ពី make money and then make money ខ្ញុំគាត់ថា it's make a living let's keep doing it អញ្ចឹងបានទៅមុខតរហូតដល់ឥឡូវបានយ៉ាសុខភាពយើងនេះយើងតោដោទៅ director វិញបាទបងឯងគាត់ថា director filmmaker ព្រោះខ្ញុំគាត់ថាឆាឆាមកចំនួនគាត់នៅគាត់ខាងពួកអ្នកធ្វើកុនបាទមកឲ្យគាត់ចឹងអត់ពិបាកមិនខ្ញុំមិនដឹងណែលក្ខណៈថាពេលខ្លះគាត់តែគេឮថាយើងធ្វើវិស័យកុនគាត់ចង់លើកូនស្រីគេឲ្យយើងអញ្ចឹងណាមានរឿងអឺខ្ញុំគាត់ថាមែនគ្រប់គ្នាគឺចឹងទាំងអស់ហើយឡៃមែនពួក filmmaker ទាំងអស់គឺអក្រក់ចឹងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់ឃើញជា in general ដែលសារថាស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងធ្វើកុនគឺវាអត់ទាន់គេហៅថា it's the right time ឯងវាអត់ទាន់ make a lot of money អញ្ចឹងចាស់ចាស់គាត់មើលថាអូម៉ែឯងទៅធ្វើប៉ែលក់ឆ្នាំប៉ែបើក pharmacy ទៀនធ្វើអី architect ធ្វើអីវិញឬមកអីផ្សេងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយថតកុនអីឡៃវាអត់ make money ហ្នឹងហើយវាអត់ make money អត់ម្ល៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ថាឲ្យណាគេទេតើគ្រាន់តែតើវា make money ដូចឲ្យតម្លៃហ៎អូខេឥឡូវខ្ញុំសួរមួយទៀតថាបើឯងគាត់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវិស័យកុននៅស្រុកយើងរីចម្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកុននៅស្រុកយើងទោះតែរឿងកំប្លែងរឿងខ្មោច
bạn mình nè tới mới chân bờ cặp lại ở đây tế đôi ở sân mình nè mới chân này nhóm club ban dạy cho mùi năng director mà chùm nguồn đeo thông cho mùi hình này có thay gót dốt gót cửa trong bằng cả content này bằng tay gót phơ năng làm bấy make ở gót run nè chi phê bà 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 gót cho mà kết thay dương pin nè để dương xa xăm năng phơ hướng đài mơ tới bà cặp ở tầng này mẹ anh chênh mau khoản đài cặp lại sao chọp á. Maybe. You know what I'm saying, right? ยังไงยังไง Maybe 5 ឆ្នាំទៀត Had I hey had I my concern hay my cái thai kế để nâng trải vì ឲ្យ hướng khai chi ca bật to improve film industry sok khmae vi mean chọn chnot vi mean bành hạ lơ hong bành hạ cả đàng bành hạ khom mà chăng cái tha solution ở lơ vậy ở chăm mọng cứ tọ miên tê tại tới ngày khỏi tới đại nhóm vậy tha phạm chín năm chương tiết ai đọc chín năm chương tiết viên đường đi chậm rãi để xa tha mình nói dưỡng nâng hai tha evolve mình nói dưỡng nâng cái tha mình ngày pin ngày chia là tới chấp đam consume content đó chỉ muốn tới là dưỡng mưa tha ca bị cho nón môn sọc mai dưỡng bầm môn bao chín năm môn hướng à chạm hồng con ấy chẳng á hướng ấy cho mưa tới cứ lại pull lại bầm bá ấy ắt lo mưa ắt tận đầu ấy chẳng tới té cái nạn tầm mười chẳng tới ba hay em cái tha à lời nó cứ hai thanh nhạc mới cứ chấp ra mà rồi hay cái tha they understand it now buộc mày mẹ làm việc lát đôi chung vậy chẳng cứ sau này cứ it's the right time to learn we mean resource mình tới thật learn này chẳng á chẳng có chấp ra đơn tha oh anh ấy tận nổ này anh ấy tận nổ này chẳng tới ai chấp mà nhung vậy bạn tha phải năm bao năm maybe nâng những ai miền ở cát phơi hướng na để make sense tôi hứa na đã vì mơ tới vì hai tha give something back to nẹt mơ yes mẹ just là mơ tới những sao những sao thái là chân thì anh men ấy lại cứ đang chăng vậy bấy anh đăng đã đăng là sao so yeah em cứ tha mẹ yeah ngày khỏi tôi đi chầm đảo này tại còn ta it's depending on time em cứ tha à hướng năng vì ai bẹp bòn chùm mùi năng hướng chùm này đăng tu tư này nẹ mớ rư cò dạng nà bọn ai kết tha dạng nà này chùm này đăng tu tư nẹ mớ chạy tham vì cứ cầm rật và bật thọ bọn nẹ mớ rồi tha nẹ khác rồi tha bởi dưỡng dân tâm mơ hướng gặp lại hướng khám áo chứ chân nhưng mơ ạ sơ chô lời thở gót bói mẹ rắm chẳng ạ em cứ tha hướng năng được đối mẹn tam chúng này đang tu tơ nẹp mới em cứ tha nẹp mới phê chớn cứ coi ắt cất chớn gọi chăng hai tha coi cất tha tới cinema cứ entertaining giống á chẳng ở coi tới đứng lại nè tha ô từ mới ao ta sáu bài chật bấm pa nhà chật lọp peo liệp bắc quạt ấy chẳng tới ok chẳng nhom xong can đọ pi vẫn chăm ai tham vi si song thơ lơ cầm nát ba dương đại dương tâm mơ hưởng tai dương tâm mơ hưởng nằm bay tờ phép sợi đi đi, rồi cả dương tâm mơ hướng, đầm bay learn something back đài. À lấy những số bọn anh vẫn chụp cắt tiết tiết sân, cũng đang làm tiếp em vậy tiết. À bọn anh chưa director, ok, bọn anh chưa director, bây giờ bọn anh tâm mơ con, bọn anh tâm mơ đầm bay kịch là. Chấm phu nhom món nhom mơ con, nhom select, nhom ắt mơ just random con này nhom cái thà hứa năng về worth it my time, worth it my money bằng nhom tâm mơ. Hay nhom mơ cứ là nãy thà example thằng hướng tenet đây cái tọt tenet tầm chân nơi hồn con này chẳng ấy ok anh đang mơ hướng nắng dậy kì kì chăm tới xe luôn anh ok anh lấy khoản tha hướng nắng cứ hướng khác cứ it deserve deserve to learn trong cinema deserve to get experience in cinema art deserve to learn laptop art mơ là tụ sạp đầy thế chẳng tại dương mơ nắng cứ dương hai thay do tụ full experience này hướng nắng thế chẳng là hưởng mà chân nó khác là nhóm select cái tháng tình độ mới nhóm tầm mười nhóm ao lôi tầm nhóm tập tinh sport mười như thế tại hưởng mà chân nó tới đây nhóm đưa tham oh có playing lo sao oh it's a thì hai tha hồ lấy ban chọn dọc mai tới nhóm mà tầm mười con này nhóm chăm like somehow like person chỉ miên đấy dừng đi từ tại person chỉ mười Netflix bán nhưng mười Netflix dừng từ mười Netflix bán mười từ tại person chỉ ở tới deserve à cinema experience tới nhóm mà tầm mười thì mọi cái tha ta hưởng bài nát đại deserve cho mùi năng cinema experience mẹ mọi anh good film how good film
mà mắt nó về sự điện ở phía tham hộp chinh anh này how to describe hộp chinh anh phụ mình được miền là different này different taste yes yes so I want to know your taste cái thà ta ấy để khớp standard sao mẹ mày chấm phô nhóm cái thà hứa mua để ai ao nhóm tầm mơ nó xin mà vậy chứ vậy này hứa nó cứ we tell a topic that is matter a topic that is cái thà we something that dương thời tập kết something that dương thà dương forget about năng dương thời ta mơ năng example về environment về humanity về ai chẳng tới topic ai chấm mua năng technical bớt xin hứa năng là thà ok kẹp camera IMAX kẹp technical thom thom nhưng maybe it's worth it to spend it there oh, okay you're like ai giống ấy tầng tua tầng sai hứa được nha thu bớt xin đại dương mơ tam director director na đại dương dương look up the court chẳng tới dương mơ style court dương style court slang how he tells story យើងតែមើលគាត់អីចឹងទៅយើងមាន fan ណា like big fan ទៅតែតែណាមួយតែយើងមើលគាត់អីចឹងទៅហើយ yeah and ជាទូទៅបើសិនជាដូចរឿង bad genius ខ្ញុំ mention បានតែបាទមានអីបើសិនជារឿង bad genius actually ក៏ខ្ញុំ surprise ដែរតែមើល it's good yeah ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំឡើងចង់យំមើលរឿង bad genius ហើយខ្ញុំមើលដំបូងខ្ញុំ like wow ចឹងហ្នឹងដល់មើលជួនកាលពេលខ្លះក៏ដូចខ្ញុំគេថាខ្ញុំមាក់តែខុសដែរឡែកថាខ្ញុំមើលទៅវាតំណងតាមពិតវាល្អអីចឹងអញ្ចឹងសាមមកឡែកស៊ីសនទៅលើយើងចូលចិត្តយើងចង់ទៅមើលលើ topic ហ្នឹងអត់អញ្ចឹង topic និយាយពី example និយាយពីស្នេហាក្មេងៗនៅសាលាអីចឹងទៅជួបគ្រោះថ្នាក់យើងគេថាយើងទៅមើលអត់ if you need ហ្នឹងហើយយើង is gold movie date yes of course តែបើសិនជាពួកខ្ញុំគេថាit's not my topic. ហ្នឹងហើយខ្ញុំ select topic អីចឹងទៅ Okay យល់ព្រោះចែបាយបងអាចដឹងហើយដោយសារនៅក្នុង podcast របស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនខ្ញុំសភា individual ត្រូវអត់អញ្ចឹងគឺយើង base ទៅតាម taste របស់interviewer របស់យើងមកថាភ្ញៀវរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីកំណត់របស់ភ្ញៀវនៅក្នុងដែលនៅក្នុង one TikTok ហ្នឹងថាតើ taste របស់គាត់របៀបណាចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មើលហ្នឹងគាត់អាចស្ដាប់តាមអូខេបងលីមប្រហែលជា taste របស់គាត់មួយ taste ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវគ្នាចឹងខ្ញុំស្ដាប់អា topic ហ្នឹងទៅបើសិនអូ taste បងឯងមួយ taste ខ្ញុំអត់ត្រូវគ្នាទេខ្ញុំស្ដាប់បានពាក់កណ្ដាលអូខេចប់វាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែស្វាយខ្ញុំចង់ឲ្យ like you feel home តែស្វាយពេលដែរសួរដបងថាអឹងបងឯងគាត់ថាកន្លែងណា feel home គាត់ថាកន្លែងណាដែរសួរសម្រាប់បងឯងយើងទៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែរខ្ញុំតែងតែឲ្យ guest គាត់ជ្រើសប៉ុន្តែបើតិចទៀតយើងមាន studio បើជាយើងនឹងមានអីផ្សាយជាងមុនហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់ topic មុននឹងបញ្ចប់ podcast មួយនេះចង់ឲ្យបងលឹមនិយាយពី experience របស់បងតិចតួចអាច share បានទេនៅក្នុងវិស័យកុនហ្នឹងហើយបងឯងគាត់ថាតើកុនហ្នឹងសប្បាយនឹងធ្វើអត់ក្នុងកំណត់បងឯងហើយអីគេដែលពិបាកសម្រាប់បងឯងនៅក្នុងវិស័យកុនហ្នឹងមុនយើងចប់ចង់ឲ្យដែរសុបាយយើងនិយាយសុបាយមុននិយាយពី pro and con នៃការធ្វើកុននៅសុកខ្មែរសុកខ្មែរបាទនេះចំពោះខ្ញុំ experience របស់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំ happy to do it ព្រោះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងយូរសំខាន់គឺចិត្តឆ្លាញ់ passion យើងឆ្លាញ់អាហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើរហូតឯងតែជាវាអត់ស្ូវបាន make money ច្រើនក៏ដោយតែយើងសុបាយចិត្តពីធ្វើមួយដឹងឯហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុបាយចិត្តនឹងធ្វើអាហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាផលវិបាកហើយក្នុងការវិស័យធ្វើនៅក្នុងវិស័យកុំនេះគឺទៅលើរឿង budget ថា budget គឺវាបញ្ហាធំតែយើងពិបាកបន្តោសដែរដោយសារថាអូខេតុកខ្មែរយើងអត់មានអ្នកមានមែនទេចង់មកនេថាគេអត់ហ៊ាន spend ច្រើនដូចនៅស្រុកគេ example នៅស្រុកគេគេធ្វើ commercial មួយគេដល់ច្រើនរាប់ម៉ឺនអីចឹងទៅស្រុកខ្មែរយើងបានប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើមិនក្តៅពេលតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងគេថាយើងគួរតែគេថាយើងល្អវាល្អបានតែគ្រាន់តែយើងឆេកនឹងបានអត់បើគេខ្លាចគេអោលុយផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែ learn to adapt learn to be flexible នៅក្នុងអាពេលហ្នឹង example ថាគេអោបាត់ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯង let's make something good then it's our time to use our creativity use our skill ថាអូខេយើងមាន limit ប៉ុណ្្នឹងយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណា that's good do you think it works for youគាត់ថាហ្នឹងវាសាសំមួយតម្លៃដែលមកឲ្យធ្វើយេខ្ញុំមើលតាមប្រជិកដែរសំហៅឡើងមើលថាបើសិនជាប្រជិកហ្នឹងលក្ខណៈថា like a big client big company យើងគិតថាអូខេយើងគួរតែឆែកប៉ុណ្ណេះទៅតែបើសិនជាគិតថាប្រជិកហ្នឹងគឺវាចេញមក it's a message to society it's mean something that tell people ឲ្យចេះដឹងអីចឹងទៅយើងគិតថាអីយើងអាចកាត់បន្ថយ fee យើងទៅធ្វើហ្នឹងដើម្បីឲ្យ make it happen
យល់ហ្នឹងហើយព្រោះ actually ដូចបើសិនយើង compare ហ្មងដូចអឺអាមេរិកនៅអីគេធ្វើ spot កូកាកូឡាមួយរាប់ម៉ឺនរាប់រយម៉ឺនអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយគេយក reference ហ្នឹងយកមកឲ្យយើងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើយើងធ្វើមិនដូចគេបើលុយដល់រាប់រយម៉ឺនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់យើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងអាសម័យកាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើង adapt តាមហ្នឹងទៅយើងប្រើ budget ប៉ុណ្ណឹងធ្វើតាមហ្នឹងទៅអូខេអរគុណច្រើនមកសម្រាប់ពេលវេលាហើយក៏ដូចជាការបញ្ចេញបទពិសោធន៍របស់បងឯងហើយយ៉ាបងឯងមានអីលើកទៅចិត្តក្មេងៗរៀនកុនណាកាន់ខ្លប់និយាយម្ដងហ្នឹងនៅក្នុងសិកសាខាទៅហ្នឹងហើយខ្លប់និយាយម្ដងហ្នឹងតែភ្លេចបាត់ហើយអឺតែឥឡូវនិយាយពីអីដែរមកឯងឃើញឥឡូវហ្មងឥឡូវលើកទឹកចិត្តឥឡូវអូខេអឺ message និយាយឲ្យក្មេងៗសុខចិត្តហ្នឹងហើយយាយក្មេងៗសុខចិត្តចង់រៀនកុនហ្មងចេះបោកបោកឲ្យគ្នារៀនកុនទៅណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យតិចទៀតយើងហៅអ្នកធ្វើកុនឡើងមានណាអូខេហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំគិតថានិយាយបងឯងដូចឡើង serious ពេកឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងឯង feel it too serious man yeah I feel like oh you like talk it like so deep hey serious ឥឡូវយើងក៏ playing មួយចឹងហ្នឹងហើយនិយាយហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្មេងៗទាំងអស់ចង់ហៅថារស់ស្រួល make money don't choose film ខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបើសិនយើងគាត់ថាយើងចង់បានជីវិតមួយលក្ខណៈថាស្រួលតែលក្ខណៈថាជីវិតថាយើងអត់ខលច្រើននេះអត់ហើយអត់ចង់ធ្វើអីឲ្យសង្គមដូច contribute ទៅសង្គមហើយយើងកុំ choose film អីយើង choose ការងារអីផ្សេងវិញតែបើសិនយើងគាត់ថាអូខេខ្ញុំជាគេហៅកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងចង់ make something that we matter យើងចង់ធ្វើគេថាវីដេអូមួយដែល echo the voice ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងអូចេះដឹងរៀនបានអីទៅយាហើយយ៉ាមកសម្មានីហ្នឹងទៅយើង come to film ទៅព្រោះយើងខ្ញុំចង់បន្ថែមថាប៉ិតវិស័យកុន it's a good ខ្ញុំគិតថាវិស័យកុនណាខ្ញុំគិតថាវិស័យកុនគឺជាវិស័យមួយដែលសំខាន់បំផុតដោយសារវា entertain ផងហើយវាបរិញ្ញមនុស្សផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចពេលខ្លះដូចយើងនិយាយចឹងថាពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងទៅនិយាយអត់មានគេស្ដាប់ពេលយើងចង់មានអាកម្រិតនឹងចង់ឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងឲ្យល្អសម្រាប់សង្គមយើងគេអាចស្ដាប់យើងតែគេអាចមើលទៅគេអាច learn ពីហ្វៀមវិញប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអីដែលគេតែធ្វើអញ្ចឹងអត់សូវមានអ្នកមើលគេជន់មើលរឿងឡាយបែកកផ្លែងបែកបែកច្រើនជាងវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលនិយាយថាកូនមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថា advantage ហើយនិង disadvantage ដែរអញ្ចឹងទៅតែគ្រាន់ថាបើយើងប្រើវាត្រូវយើងអាចមកកូនដែលធ្វើមនុស្ស like មើលទៅ change មួយក៏ឲ្យគាត់ learn something about life អីចឹងទៅបាទខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែប្រែជីវិតមនុស្សអ្នកគ្នាមករៀនកុនមកចូលឡៃអូខេនិយាយលេងហីអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើបានតាមដានស្ដាប់ podcast របស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានកំហុសក៏ជួយខ្លួនណាសំខាន់តែបិទទៅផងហើយដូចនិយាយអញ្ចឹងនេះគឺជាកំណត់របស់បងលឹមហើយវាជាការសន្ទនារបស់ពីរអ្នកយើងដែលយើងចង់ចែកម្លេះបបផ្សាយខ្លះខ្ញុំសង្ឃឹមថា podcast មួយនេះនឹងអាចឲ្យអ្នកគ្នារៀនអីថ្មីថ្មីហើយយើងនឹងហៅអ្នកដែលតាមអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ខ្ញុំទៅសម្ភាសតើ YouTuber ឬក៏អីចឹងអ្នកដែលតារាចឹងណាខ្ញុំនឹងសម្ភាសពួកគាត់កុំភ័យប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា yes ខ្ញុំក៏នឹងចង់ឈិតឆាតជាមួយនឹង director អ្នកដែលធ្វើការ website កូនវិស័យដែរដោយសារយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកន្លែងមួយដែលសម្រាប់បញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ក៏មិនចេញតែមតិទេគឺគាត់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងមិនមែនថាអូខ្ញុំ YouTuber ខ្ញុំធ្វើ podcast ហ្នឹងសួរតែ YouTuber អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីរឿងហ្នឹងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុង podcast ក្រោយទៀត and អរគុណមកលេបនឹងគ្នាអរគុណម្ដងទៀតអរគុណអរគុណអរគុណ and love you all bye bye